Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh phối hợp tổ chức tọa đàm trao đổi về nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu khát vọng trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, Ninh Bình cần được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù, phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Gia Viễn chủ động phòng chống thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão năm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh đã phối hợp tổ chức tọa đàm trao đổi về nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Dự tọa đàm về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh. Về phía Quân đoàn 12 có đồng chí Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan phòng chức năng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo khái quát về vị trí địa lý, tổ chức hành chính, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, kết quả xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, một số yêu cầu nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, về thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 khẳng định, việc tổ chức tọa đàm là cơ hội để quân đoàn học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các sở ban ngành của tỉnh Ninh Bình. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, phối hợp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian tới. Thông tin về quá trình thành lập và phát triển một số nhiệm vụ chính về công tác quốc phòng quân sự của quân đoàn liên quan đến tỉnh Ninh Bình, Tư lệnh Quân đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh để quân đoàn 12 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong muốn các lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phối hợp cùng đơn vị xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt các nội dung phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo an ninh trên không gian mạng, kết quả phối hợp giữa lực lượng công an và các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh, công tác dân vận, tuyển quân, huấn luyện diễn tập, việc quản lý đất quốc phòng, việc thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ hiệp đồng của các sở ban ngành của tỉnh với lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện nhiệm vụ A2, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo không để bị động bất ngờ. Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, bảo vệ chủ quyền trên biển gắn với phát triển kinh tế, tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, việc tạo điều kiện để quân đoàn khai thác hậu cần kỹ thuật tại chỗ, hỗ trợ cứu chữa điều trị thương binh, thay thế vũ khí trang bị. Đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ thêm những kết quả nổi bật đạt được của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đồng thời đề nghị Quân đoàn 12 thời gian tới thường xuyên trao đổi thông tin, có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị địa phương, các cơ quan chức năng của tỉnh, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý sớm các tình huống phát sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ động viên, tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, thường xuyên phối hợp hiệp đồng trong việc chi trả chế độ cho lực lượng dự bị động viên, xây dựng phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự, thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 1 trước đây và nay là Quân đoàn 12 đã luôn dành cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi Quân đoàn 12 được thành lập theo hướng tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, tiếp tục đặt sở chỉ huy tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao việc đơn vị dành thời gian làm việc với tỉnh, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Khẳng định là địa bàn có vị trí địa lý chiến lược trọng yếu, tỉnh Ninh Bình luôn đảm bảo thực hiện đồng bộ hài hòa nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với đảm bảo công tác quốc phòng quân sự địa phương.
qua đó giúp tỉnh giữ được sự ổn định phát triển kiên trì, kiên định, mục tiêu phát triển xanh bền vững, hài hòa, dựa trên các giá trị nổi bật, độc đáo, đặc sắc riêng có về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên. Tỉnh cũng thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai một cách bài bản, có hiệu quả, kịp thời công tác quốc phòng quân sự địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, tập trung nguồn lực xây dựng các công trình quân sự, dân sự, công trình trọng yếu ven biển, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới biển, mở rộng không gian phát triển, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Ninh Bình, phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh. Ghi nhận những gợi ý trao đổi của lãnh đạo, thủ trưởng quân đoàn 12, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự phối hợp giữa tỉnh và quân đoàn trên các lĩnh vực, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giải quyết tốt các kiến nghị đề xuất giữa hai bên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn, góp phần cùng quân đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sau buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc và Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 đã ký kết biên bản làm việc giữa Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 với tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh. Huyện Hoa Lư vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Tới dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, huyện Hoa Lư. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Hoa Lư đã có nhiều đổi mới sáng tạo, đột phá toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã phát động 6 phong trào thi đua năm, 27 đợt thi đua đột kích cao điểm gắn với thực hiện các phong trào cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Huy động hơn 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với hơn chục nghìn ngày công, phối hợp với công an và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Năm 2023, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã tuyển chọn bàn giao 416 công dân nhập ngũ, có chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu ở các địa phương, xây dựng 10 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng tại địa phương đơn vị. Từ phương hướng mục tiêu thi đua mà đại hội đã xác định, lực lượng vũ trang huyện sớm xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua phù hợp sát thực tiễn, hướng vào các mục tiêu nhiệm vụ chính của địa phương đơn vị. Tăng cường tuyên truyền cổ động phong trào thi đua quyết thắng, gương người tốt việc tốt để nhân rộng những điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Lữ đoàn phòng không 241 quân đoàn 12 cũng vừa tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, giai đoạn 2019-2024, Lữ đoàn 241 đã tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng và đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua là động lực quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi năm 2019-2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng nhiều bằng khen, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập hàng năm đều đạt giải cao. Giai đoạn 2024-2029, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được Lữ đoàn 241 xác định tập trung vào các nội dung, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lên một bước mới cả về bề rộng chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, cực tăng trưởng của khu vực các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng, hình mẫu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng xanh hướng vào chất lượng phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu khát vọng trên, Ninh Bình cần được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
nhìn lại chiều dài lịch sử của Hoa Lư, danh xưng của đô thành đế đô đầu tiên của quốc gia Đại Việt, là đô thị, cảng thị tựa núi nhìn sông, mở ra biển Đông. Nhìn lại lịch sử vùng đất Tràng An cổ, có thể thấy tầm nhìn về chiều sâu của lịch sử, chiều rộng không gian, xứng tầm vùng đất có vị trí địa chính trị, địa quân sự và địa văn hóa. Những đặc điểm này đã là tiền đề, nền tảng để Ninh Bình xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ. Ninh Bình là nơi hội tụ rất nhiều di sản, cả về lịch sử, cả văn hóa, cả về thiên nhiên. Có thể nơi một trong nơi hội tụ đầy đủ nhất của các di sản của Việt Nam. Và Ninh Bình là kết nối các di sản đó để tạo thành một cái tuyến hoạt động, một quần thể di sản, đó là tốt. Nhưng mà để có thể phát mạnh hơn nữa thì Ninh Bình cần phải tạo cho được là truyền thông để khẳng định các cái di sản này ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong tổng diện tích 21.000 hecta đô thị thì diện tích di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An chiếm khoảng 12.000 hecta và vùng lõi di sản là 6.000 hecta, trong đó có cố đô Hoa Lư nghìn năm lịch sử là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Dựa trên tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, Ninh Bình đã và đang đổi mới tư duy về phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xây dựng đô thị di sản gắn với đô thị 4.0. Cái đô thị di sản thiên niên kỷ không phải là một sáng kiến mà là một cái tầm nhìn chiến lược để mà Ninh Bình sẽ với lại Hà Nội làm hai cái thành phố nó có cái liên hệ máu thịt từ 1.000 năm và trước đấy nữa. Theo cái tảng kinh của Phật giáo thì khoảng độ 2.000 năm, hai cái địa điểm này đã có những cái liên hệ về mặt tinh thần và về mặt giao thương, về mặt hoạt động rất là chặt chẽ. Thì một lần nữa, trong cái thiên nhiên niên kỷ tiếp tới, chúng ta sẽ có được một cái thành phố Ninh Bình của di sản, văn hóa, lịch sử và chủ quyền của dân tộc, bên cạnh một thành phố của đầu não chính trị và thương mại, giao lưu quốc tế. Việc phát triển đô thị phải gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Chính vì vậy, Ninh Bình cần được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương dành cho tỉnh. Điều này có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát huy và khai thác hết các tiềm năng thế mạnh, sớm đạt mục tiêu xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Chúng ta phải có sự vào cuộc của tất cả các ngành, lĩnh vực. Đấy, thứ nhất là các ngành kinh tế nó liên quan đến cái phát triển về đô thị di sản thiên niên kỷ. Ở đây thứ nhất là phát triển đô thị. Đấy, chúng ta sẽ cơ cấu lại này, các cái không gian đô thị này, rồi hạ tầng đô thị này. Chúng ta phải nâng cao cái chất lượng phục vụ du khách, rồi là thu hút các cái nhà đầu tư chiến lược về nghỉ dưỡng. Quá trình tiến tới một đô thị văn minh hiện đại hàng đầu của cả nước mang tầm vóc quốc tế, đồng thời là quá trình hoàn thiện dần các tiêu chí để Ninh Bình trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam châu thổ sông Hồng, có phần từng bước định dạng thương hiệu đô thị Ninh Bình, đô thị di sản văn minh hiện đại gắn với giá trị bản sắc đặc trưng nhất của không gian lịch sử, văn hóa, kinh đô Hoa Lư. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên luôn là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy, chính quyền của huyện Kim Sơn quan tâm với những giải pháp thiết thực, qua đó góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng Hướng là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2021. Đạt được kết quả này, bên cạnh sự quan tâm của huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên cử đội ngũ cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với vị trí, việc làm, đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn đang đặt ra theo đúng phương châm làm việc gì, học việc ấy và lấy tự học làm cốt theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chúng tôi rất quan tâm đến công tác cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các đồng chí cán bộ, nhất là các đồng chí cán bộ trẻ, có cái điều kiện học tập, rèn luyện và bồi dưỡng cập nhật các cái kiến thức để làm sao đó phục vụ tốt nhất trong cái công việc chuyên môn của mình. Vì một cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ đóng góp cho tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ của xã Đồng Hướng chúng tôi thì cơ bản là đạt chuẩn theo quy định. Tính đến thời gian này tôi đã làm việc tại xã Đồng Hướng đã 10 năm rồi.
mà trong hàng năm thì cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban xã đã cử tôi đi học các lớp tập huấn ở trên huyện. Qua những cái lớp tập huấn thì tôi đã áp dụng rất nhiều kiến thức về trong công việc, ví dụ như xử lý các tình huống văn phòng, xử lý các tình huống các đơn thư, khiếu nại tố cáo. Rồi là nhiều lúc như chúng tôi cũng được tập huấn thêm về cái dịch vụ công trực tuyến. Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được các cấp ủy chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm, gắn với chức danh, quy hoạch, sử dụng và nhu cầu của cán bộ. Tính trong giai đoạn 2019-2023, đã có 211 người được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 40 người học sau đại học, 122 người được đào tạo về lý luận chính trị từ trung cấp đến cao cấp, gần 800 người tham gia các lớp bồi dưỡng về lãnh đạo, quản lý. Hiện nay thì các bộ ngành trung ương đã phê chuẩn cái danh mục vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức cấp xã cũng đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt vị trí việc làm. Thì trong đó có quy định về tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, rồi cũng như là các cái tiêu chuẩn về kỹ năng. Thì trên cơ sở đó thì phòng nội vụ cũng tham mưu cho Ủy ban huyện rà soát và cử đi để đào tạo bồi dưỡng đối với các cái chức danh theo yêu cầu của vị trí việc làm, đặc biệt là cũng cử đi đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trên chuẩn đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện. Đến nay hầu hết đội ngũ cán bộ công chức viên chức của huyện đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó đối với cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đều có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Hàng năm có ít nhất 70% cán bộ công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ. Chúng tôi có 20 cán bộ công chức thì đều đạt chuẩn. 6 trên 10 cán bộ bán chuyên thì đều được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học và trung cấp chính trị và quản lý nhà nước. Trong những năm tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục phấn đấu là cái công tác đào tạo cán bộ phải tích cực hơn nữa để đáp ứng được cái nhiệm vụ, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, các cái nhiệm vụ khác của địa phương. Với việc quan tâm đào tạo bồi dưỡng sát với vị trí việc làm và thực tiễn công tác, giờ đây đội ngũ cán bộ các cấp của huyện Kim Sơn có bước phát triển về nhiều mặt, ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trải qua bao thăng trầm, nhưng làng nghề mộc xã Sơn Hà, huyện Nho Quan vẫn đứng vững trên thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thừa hưởng lửa nghề từ ông cha, anh Phạm Văn Nam đã gắn bó với gỗ, với đục từ khi còn rất nhỏ. Với quyết tâm gìn giữ phát triển nghề truyền thống của quê hương, anh đã trải qua không ít khó khăn vất vả, cùng sự kiên trì bền bỉ để phát triển từ một cơ sở nhỏ lẻ đến xưởng mộc với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại như thế này. Nhờ đó, mỗi năm tổng doanh thu của gia đình đạt từ 7 đến 8 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm ấy, thì mình cũng đầu tư những công nghệ mới để cho những sản phẩm mình được chất lượng, chẳng hạn như xây gỗ rồi là cái công nghệ sơn dầu nó được đảm bảo hơn. Với mình thì mình rất là mong muốn để cái làng nghề này phát triển hơn nữa và tạo công ăn việc làm cho nhiều người hơn, để cho cái làng nghề nó được phát triển đi lên một ngày một mạnh hơn. Nếu như trước đây, các sản phẩm chính của làng nghề chỉ đơn giản là những đồ gỗ gia dụng phục vụ cuộc sống thiết yếu hàng ngày như bàn ghế, giường tủ, dần dần nghề mộc đã phát triển mạnh mẽ hơn các sản phẩm mỹ nghệ và phục vụ xây dựng nhà cửa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thị hiếu của khách hàng cộng với theo cái trào lưu của xã hội, thế người ta đang dùng cái gì thì mình sẽ tức thì là mình sẽ theo đuổi cái đó ngay. Là mình sẽ gì? Thứ nhất là theo đuổi, thứ hai nó sẽ tìm các cái mẫu mã và tự biên tự diễn kiểu và mẫu mã để cho phục vụ cho khách hàng. Ông cha tôi giữ gì cái nghề mộc này thì đến bây giờ chúng tôi ít nhiều vẫn phải giữ cái nghề truyền thống của các ông cha ta để lại này, để bảo tồn cái nghề này. Đến nay có trên 500 lao động thường xuyên làm việc tại làng nghề với mức thu nhập bình quân từ 8 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu hàng năm của làng nghề đạt khoảng 120 tỷ đồng. Mỗi tháng thì lương trung bình anh em đạt khoảng 10 đến 11 triệu. Cũng được trang trải cuộc sống như gia đình. Đây là nghề truyền thống của làng. Anh em công nhân đây cũng rất mong là doanh nghiệp càng ngày càng phát triển để
để cuộc sống cho anh em công nhân được đảm bảo và giúp thêm được cho nhiều người nữa có công ăn việc làm. Đã sản xuất kinh doanh phát triển làng nghề thì phải đảm bảo quy mô, đảm bảo về môi trường, bao gồm có môi trường nước, môi trường bụi, môi trường tiếng ồn. Và do vậy anh em chúng tôi là đã có xây dựng một cái đề xuất là xây dựng cái làng nghề mộc tập trung ở quy mô khoảng 10 ha. Thế thì hiện nay thì đối với quy hoạch thì đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. Và tới đây thì đang tiếp tục thực hiện các cái bước để ra xây dựng cái làng nghề mộc tập trung. Mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt của các làng nghề khác, nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng tình yêu nghề, sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ tài hoa, các sản phẩm của làng nghề Mộc Sơn Hà sẽ ngày càng phát triển và đứng vững trên thị trường trong thời kỳ hội nhập. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và sơ kết 3 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp đề ra, tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nỗ lực kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Từ thực tế đó, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ các nguyên nhân, đề xuất các biện pháp, giải pháp để kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Theo đó, ngoài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ lái xe, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cần tập trung khắc phục dứt điểm những điểm đen về tai nạn giao thông, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, phóng nhanh, vượt ẩu, chở hàng hóa quá tải trọng, điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy định về giấy phép lái xe, điều kiện kỹ thuật. Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc các sở ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Bộ Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật sửa đổi bổ sung luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 118 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, các kỹ năng nghiệp vụ về thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật và văn bản hướng dẫn. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề còn chưa rõ và một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua tập huấn giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền, xử phạt vi phạm hành chính, nắm vững các kiến thức mới, qua đó góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước cũng như triển khai tổ chức thi hành luật và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Với phương châm phòng là chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê kẻ cống, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, các cấp các ngành của huyện Gia Viễn đã lên kế hoạch và triển khai công tác phòng chống thiên tai từ sớm, trong đó dành nhiều sự quan tâm, nâng cao năng lực của các công trình, trạm bơm, chống ngập úng. Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện Gia Viễn đang quản lý 21 trạm bơm với 105 máy bơm, tổng công suất 312.500 m3 một giờ, phục vụ tưới tiêu cho trên 7.000 ha lúa, khu dân sinh và khu công nghiệp. Với phương châm phòng là chính, chống phải tích cực ngay từ đầu, các trạm bơm đều được đơn vị quan tâm sửa chữa nâng cấp, thay mới các thiết bị máy móc, đảm bảo năng lực tiêu úng. Đơn vị đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn các cống dưới đê, phân công nhân lực ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án 4 tại chỗ. Chi nhánh huyện Gia Viễn thì cũng đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão và phân công người trực tại các trạm bơm khi mà có mưa lũ xảy ra và sẵn sàng vận hành tất cả các cái máy bơm và trạm bơm để phục vụ tiêu úng cho cái địa bàn huyện Gia Viễn này.
huyện Gia Viễn có các tuyến đê với tổng chiều dài gần 58 km, 6 tuyến kè, 1 đập tràn, 30 cống, 1 âu, 16 trạm bơm chia thành hai khu vực, khu tả và khu hữu sông Hoàng Long. Trong đó các tuyến đê đã cơ bản được bê tông và mở rộng mặt cắt. Các công trình ngày càng được xây dựng kiên cố vững chắc. Để chủ động phòng chống thiên tai, huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp chuẩn bị máy bơm dã chiến, giải tỏa các vi phạm làm cản trở dòng chảy trên các sông, kênh mương. Thường là một tháng là phải làm tới hai lần tổng vệ sinh, còn cái lịch của anh em là ai trực ở trạm bơm thì làm, còn là những người còn lại là đi kiểm tra kênh, khơi thông dòng chảy rồi vớt bèo rác. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các trạm bơm, điện lực huyện đã tiến hành kiểm tra lưới điện cao áp, tiến hành duy tu bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng. Tổ chức lực lượng ứng trực, chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, vật tư dự phòng, phát huy tốt phương châm 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ để xử lý trong trường hợp sự cố xảy ra. Để mà đảm bảo cái cung cấp điện an toàn ổn định, đặc biệt là cho các cái trạm bơm tiêu úng trên địa bàn huyện Gia Viễn, thì năm 2014 này chúng tôi đã xây dựng các cái phương án chi tiết cụ thể cho cái việc cấp điện cho các cái trạm bơm nêu trên, và xây dựng cụ thể các phương án, các cái tình huống có thể xảy ra để làm chủ động phòng chống cũng như là đáp ứng các cái yêu cầu về vận hành lưới điện an toàn. Năm 2024, dự báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn có những diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. Gia Viễn lại là huyện có địa hình khá phức tạp, gồm vùng núi, vùng trũng thấp và vùng bán sơn địa. Có hai con sông lớn chảy qua là sông Hoàng Long và sông Đáy. Khi xảy ra mưa bão, lũ thượng nguồn đổ về làm cho mực nước sông dâng cao. Vì vậy, việc chủ động các phương án phòng chống thiên tai sẽ giúp hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10 quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đi vào cuộc sống đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật ở xã Yên Đồng, huyện Yên Mô. Với 55 thành viên, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ tin cậy để các thành viên cập nhật, chia sẻ kiến thức pháp luật, trao đổi những vướng mắc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày ở khu dân cư. Theo mức chi tại quy định tại Nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các thành viên tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ sẽ được hỗ trợ mức 20.000 đồng một người một buổi. Số tiền tuy nhỏ nhưng cũng là nguồn động viên tinh thần để thành viên các câu lạc bộ thêm phấn khởi, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Chúng tôi lồng ghép với công tác hội thì chúng tôi có tuyên truyền theo hình thức là chúng tôi biến những cái tài liệu thành những câu hỏi để cho hội viên có thể tự giao lưu, học hỏi. Từ đó thì giúp cho các thành viên trong câu lạc bộ hiểu được pháp luật. Từ đó thì họ sẽ tuyên truyền thì cho nhiều người nắm được. Trong các buổi sinh hoạt thì chúng tôi tuyên truyền về chủ trương chính sách đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước, đặc biệt là các cái luật mới, đấy, luật như luật đất đai, luật phòng chống bạo lực gia đình, nắm bắt những cái tình hình dư luận ở địa phương, giải quyết và tuyên truyền để hòa giải những cái mâu thuẫn nhỏ, không để không có xảy ra những cái mâu thuẫn lớn. Công tác hòa giải ở cơ sở đóng vai trò quan trọng. Việc tự giải quyết một số mâu thuẫn tranh chấp phát sinh trong đời sống nhân dân góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật. Nghị quyết số 10 cũng có mức chi thù lao cho các hòa giải viên và hoạt động của tổ hòa giải. Cũng đã có một chút kinh phí của cấp trên để cho tổ hòa giải làm việc, thì là tổ hòa giải cũng thấy là phấn khởi, và nói chung là cái công việc ở dưới cơ sở thì là cũng đảm bảo là hòa giải thành. Nghị quyết này rất là thiết thực và rất phù hợp với thời điểm hiện nay. Thì vì đối với hiện nay thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm và chú trọng hơn. Các quy định của Đảng và chính sách của nhà nước ngày càng quan tâm thì càng tạo điều kiện cho người dân có được các điều kiện để tiếp cận với kiến thức pháp luật và được chi trả những cái mức mà thù lao hợp lý đối với các hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật. Ngoài ra, những chính sách cũng có quy định mức chi cho nhiều nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các hội thi, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết 10 tháng 12 năm 2023 thống nhất về cái mức chi và lập dự toán và thanh quyết toán, và thống nhất về công tác chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Là một sự cần thiết, có tính khả thi
và đảm bảo theo quy định hiện hành. Nghị quyết số 10 đi vào cuộc sống đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giúp người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 2024. Trong thời gian này, các trường trung học cơ sở đang nỗ lực ôn luyện, củng cố lại kiến thức cho học sinh nhằm giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. Tại trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, phát huy thành tích của các kỳ thi trước, là trường có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập cao. Trong đó có nhiều em đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy. Không khí học tập ôn luyện của thầy và trò nhà trường đang diễn ra sôi nổi khẩn trương. Bên cạnh củng cố kiến thức, nhà trường đã tổ chức thi thử để khảo sát chất lượng. Từ kết quả khảo sát, giáo viên sẽ điều chỉnh kế hoạch ôn luyện cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Xây dựng các cái đề thi mà luyện trực tiếp ở trên online để cho các cháu về nhà, các cháu luyện tập. Với những cái đề online này thì các cháu có thể có thời gian để luyện đi luyện lại ở nhà để cho thuộc các cái kiến thức mà giáo viên đã yêu cầu. Ngoài ra nữa thì chúng tôi còn phối hợp mà chặt chẽ với các phụ huynh học sinh. Chúng tôi gửi tài liệu để hướng dẫn phụ huynh ôn tập cho các em. Tại trường Trung học cơ sở Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh có 207 học sinh lớp 9. Nhà trường đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức ôn thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Trong quá trình ôn thi, ngoài cung cấp kiến thức, chú trọng truyền đạt cho học sinh kỹ năng làm bài. Trong thời gian qua, em đã được các thầy cô trong trường ôn tập theo đúng phong đề của Sở Giáo dục đã đề ra. Và trong những kỳ thi khảo sát gần đây, em đã rút ra được những kinh nghiệm và bài học để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 sắp tới. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh cũng như học sinh và nhân dân về cái công tác tuyển sinh năm nay. Sau đó chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch tổ chức ôn tập cho các em thi vào lớp 10 sao cho nó hiệu quả nhất. Đấy, thì hiện nay thì các thầy cô cũng đang tích cực ôn luyện cho các em để các em có cái kiến thức vững chắc nhất, bình tĩnh tự tin thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi không còn nhiều, các nhà trường và các em học sinh đang nỗ lực ôn luyện, củng cố kiến thức để các em tham dự kỳ thi đạt kết quả cao nhất.